và chào mừng các bác và anh em quay trở lại với kênh YouTube của công ty Zika. Với những cái sản phẩm mà hiện nay trên thị trường đang được rất là nhiều các bác và anh em quan tâm và tin dùng, trong đó có chiếc siêu trầm mang thương hiệu JBL, vâng, đến từ gia đình nhà JBL, và model của sản phẩm này đó là 835, vâng, với phiên bản này là phiên bản cao cấp, phiên bản xuất châu Âu. Chính vì vậy giá thì nó sẽ có phần cao hơn so với mặt bằng phổ thông của dòng súp bát 30. Giá của sản phẩm này hiện nay đang bên công ty chúng em có cái giá vô cùng dễ chịu, đó là 4.800.000 đồng. Và đây là đơn hàng của anh Khôi anh ở Bình Dương, rất là thẳng tay khi anh đặt cọc bên chúng em những 1.200.000 đồng cho đơn hàng này, và anh chỉ còn thanh toán lại là 3.6 triệu. Anh Khôi nhé, khi anh nhận hàng thanh toán lại cho chúng em 3.6 triệu, và em đang làm một cái công việc phải nói là rất là vinh dự khi được kiểm tra chất lượng của sản phẩm, kiểm tra chất lượng của sản phẩm, không riêng gì sản phẩm của anh, không riêng gì đơn hàng của anh, mà rất là nhiều các đơn hàng mà tất cả các bác và anh em đã đặt hàng bên công ty chúng em thì em đều làm cái công việc đó. Vâng ạ. Anh nghe tiếng súp nó đã không? Với cái dòng cao cấp như thế này thì tiếng bát nó đánh ra vô cùng mềm mại và đầm ấm. Vâng, dòng này là dòng bát đối đất. Form dáng thì nó sẽ thiên về chiều cao một chút. Đặc trưng đằng quả dòng này nó sẽ là lỗ thêm hơi đằng trước. Đối với những bác nào mà có điều kiện về tài chính thì có thể dùng những sản phẩm như thế này. Tiếng bát nó rất là mềm mại. Đây là mặt sau của sản phẩm. Ok, và lần sẽ dừng video nhé. Và mặt hàng này đang có sẵn tại công ty Zika chúng em. Mọi chi tiết các bác của anh em có thể liên hệ với hai số hotline của chúng em để đặt những đơn hàng về các thiết bị âm thanh karaoke. Em sẽ dừng video. Xin chào anh Khôi và các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em vào những video clip sau.